quê. Thank you.
ไปที่ร้านของเด็กไทยนะครับ
亮亮。哇！什么？漂亮，哥，漂亮。Thank you.
ngọc trai ở cái nơi này đây là khác ở biển, ở biển là nước mặn, nhưng mà ở cái nơi này là nước ngọt. Cái ngọc trai ở cái nơi này đây đều là hình tam giác. 那么大家现在看到这个棒子上面的这样的条纹呢，每一轮就代表一岁。那么呢，我们现在可以数一下，一、二、三、四、五。那么这个棒不仅只有五岁。啊，con ngọc trai to này đấy là đến bây giờ đến năm nay là con 5 tuổi, là nuôi được 5 năm rồi. 通常呢，只有六岁以上的蚌里面的珍珠来制作成首饰，所以呢，这个蚌里面的珍珠啊，只能用来作为药品的化妆品的。关键呢，那珍珠呢，那几个六、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 六
coi như đây thì ngọc chai bìa đấy, họ thông thường là cho cát hoặc là cho cái thủy tinh vào, thì mỗi một con ngọc chai là chỉ có một hạt ngọc chai trong đó thôi. Nhưng mà cái ngọc chai nước ngọt đấy thì là nó có thể có nhiều cái hạt ngọc chai trong đó. Vậy có thể thay thay cái bẩn này có sản xuất không? Số đâu, chả ai đúng đâu. 23, chú bảo bao nhiêu? 26 à? 20, còn có bao nhiêu nữa? 5, 19, 21 cơ. Giờ chiều cơ, 20 cùng với anh này. 19 giờ, 20 cũng được, 20 cũng được. 10, 10 cơ, 16, 16 cơ, còn có ai nữa? Hết, thôi đi. Người nào phát biểu thì người đấy thì mới có nữa nhá. Chết mất chưa? Mỗi lần mở ra là chết à? Mở ra là chết. Ta sẽ lại khai khai. Cái bông ở bên này, đều có. Chưa có số rồi. 5, 6. Đấy. 5 rồi. 6. Này ăn được không nhỉ? Không được. Ăn là không ngon. 23 viên rồi, 23 viên rồi. 20 viên đây. 23 viên đây. 21 đây. 21. Thế là mấy rồi? 1 chiếc con người chai này. 10 viên rồi. 19 đây là còn đang mọc nhưng mà còn chưa mọc ra. 19 rồi. 19. 20. Xem xem cái này, cái viên này có 12 cái lì. 20 Thank you.
Thank you.